hello hello xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi. Và chúng ta đã chính thức đóng lại cái ngọn nến của tháng 9 rồi các bạn. Thuần sẽ chia sẻ thêm. Và ngày hôm nay đó chúng ta thấy được là giá Bitcoin thì giảm khoảng chừng là hơn 3%. Thị trường crypto nói chung là một màu đỏ các bạn. Chúng ta đương nhiên sẽ tìm hiểu xem những gì đã xảy ra hôm qua cho tới ngày hôm nay. Tại vì chúng ta cũng đã thấy được là giá đã có cái sự điều chỉnh xuống từ cái mức là khoảng 65-66 ngàn. Hiện bây giờ mức là khoảng là 63.200 đô Chúng ta cũng có một số thông tin lớn Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong video này Và ở cuối video đó Thùng muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn một cái khái niệm Đó chính là khái niệm giảm phát Thùng nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để chúng ta nói về khái niệm này một cách sâu hơn Tại vì chúng ta cũng đã thấy là gần đây đó, Trung Quốc đã có rất nhiều biện pháp để mà bơm tiền vào trong nền kinh tế Và một trong những cái sự lo lắng của họ đó chính là giảm phát Thì bây giờ chúng ta thấy được là chúng ta có những cái quốc gia như là Hoa Kỳ thì sau khi mà lo lắng về lạm phát bây giờ đó họ giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế. Nhưng mà ở Trung Quốc đó, thì các bạn thấy được là sau khi mà có đại dịch thì nền kinh tế đã không có ổn rồi. Cho nên sau khi có đại dịch thì họ không có tăng lãi suất các bạn mà họ lo lắng về giảm phát cho nên họ đã bắt đầu có những cái chiến lược để mà kích thích nền kinh tế và gần đây đã chiến lược đó nó đang tăng mạnh hơn sau khi mà phép giảm lãi suất cho nên thùng muốn dành thời gian để mà chia sẻ bài viết đó để các bạn có thể hiểu rõ hơn cái khái niệm đó là gì và ngày hôm nay là chúng ta cũng có cái lời phát biểu đến từ chủ tịch John Powell vào đây tôi nghĩ cũng là một trong những cái lý do dẫn đến thị trường có sự điều chỉnh để thùng chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn nhưng mà trước hết chúng ta có thể nhìn thấy được là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ Kết thúc ngày hôm nay đó là cả ba đều xanh hết các bạn. Chúng ta có chỉ số Nasdaq kết thúc cuối cùng đó là tăng 0.38%, chúng ta có chỉ số S&P 500 kết thúc là tăng 0.42% và một lần nữa chúng ta thấy được là chỉ số S&P 500 tại Hoa Kỳ lại đạt cái đỉnh mới các bạn từ trước tới giờ. Và chúng ta đã có chỉ số Dow Jones ngày hôm nay đó tuy cũng tăng các bạn nhưng mà không có đáng kể là 0.04% mà thôi. Và hôm nay đó chúng ta cũng thấy là thị trường chứng khoán cũng có cái sự lên xuống và đã có lúc đó chứng khoán Hoa Kỳ là màu đỏ các bạn nhưng mà kết thúc đó cuối cùng cũng là màu xanh nhưng mà hiện bây giờ chúng ta nhìn thấy pre market hợp đồng tương lai đang là màu đỏ và cả ba chỉ số chúng ta đang thấy đó là đỏ khoảng chừng là 0.15% và nó có liên quan tới những gì mà Thùng chia sẻ với các bạn nhưng mà những cái sự lo lắng đó nó có đáng hay không các bạn thì thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn tại vì Thùng cảm thấy là nhiều người đó họ đã lo quá xa hay là kỳ vọng quá nhiều về việc là phép chậm lãi suất Chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa, nhưng mà chúng ta nhìn vào một số những cái thị trường khác như là hợp đồng của vàng đó, thì ngày hôm nay chúng ta cũng thấy được là đã có một màu đỏ, hồi sáng này đỏ nhiều hơn các bạn. Ngay bây giờ ở mức là 2.657 đô thì coi như cũng là ở mức cao rồi. Hợp đồng của dầu đó thì vẫn dưới 70 đô cho một thùng dầu, 68 đô 20 cent. Còn một crypto thì sao các bạn? Như các bạn đã biết đó thì giá Bitcoin đã có, có sự điều chỉnh khoảng chừng là 3.5% chúng ta nhìn thấy được giá Bitcoin đã xuống tới mức là 63.348 à, nhưng mà chúng ta cũng đã kết thúc tháng 9 các bạn và tháng 9 này đã kết thúc chúng ta đã có cái sự tăng trưởng là 7.35% Mặc dù ngày hôm nay đó khi mà chúng ta nhìn vào thị trường crypto nói chung đã có một cái sự điều chỉnh Vốn hóa của cả thị trường hôm nay đã điều chỉnh xuống là 4.4% Phần lớn all coins một mà màu đỏ Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là cái tháng này là một tháng rất là tốt cho thị trường nói chung Khi mà chúng ta nhìn vào một trong nhiều tháng qua đó Thì phần lớn những cái all coins là một màu xanh như các bạn nhìn thấy trên màn hình Và đối với là Bitcoin cũng như vậy các bạn Tuy là cuối cùng kết thúc là tăng 7.35% không phải là con số 11% như nói tới ngày hôm qua. Nhưng mà các bạn cũng nên biết đó, chúng ta vừa kết thúc một cái tháng mà trong lịch sử của Bitcoin là cái tháng tệ nhất chính là tháng 9 các bạn. Cái tháng mà chúng ta biết tới với cái tên là September. Nhưng mà cái tháng này đã mang lại cho chúng ta một cái sự bất ngờ vô cùng tích cực. Những bạn nào mà theo dõi kênh cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý vì tháng 9 á, thường là tháng tệ nhất hàng năm. Trong lịch sử của BTC, cuối cùng là tháng 9 này là tháng 9 tốt nhất mà chúng ta từng biết. Các bạn nhìn thấy được là tuy chỉ tăng có 7.35% nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là trong lịch sử đó thì không có tháng 9 nào chúng ta biết là có cái sự tăng trưởng nhiều hơn. Tháng 9 là một tháng mà tệ nói chung cho nên với cái sự tăng trưởng này là coi như rất tốt rồi các bạn, một sự bất ngờ. Và chúng ta cũng đã thấy được là năm nay là một năm mà giống như là năm ngoái chúng ta có cái sự tăng trưởng vào tháng 9. Và tháng 9 đó, bắt đầu với việc Bitcoin điều chỉnh giảm khoảng chừng là 10%. Nhưng mà trong hai tuần cuối đó của tháng 9, thị trường đã trở nên lạc quan hơn nhờ động thái bất ngờ từ Fed giảm 0.5% và Trung Quốc thực hiện cái đợt bơm tiền giảm lãi suất quy mô lớn và các bạn cũng thấy chúng ta cũng đã cùng nhau vượt qua một mùa hè mà đầy lo lắng. Chúng ta bắt đầu mùa hè này đó với những cái sự lo lắng liên quan tới Mao Gox, trả tiền. Chúng ta nói tới chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ Đức vân vân Tất cả những cái đó đã ở phía sau lưng chúng ta rồi. Tháng 9 cũng đã ở phía sau lưng chúng ta rồi. Chúng ta đã chính thức bước qua quý 4 các bạn. Và quý 4 đó thường là một quý rất là tốt trong lịch sử của BTC. Và chúng ta cũng thấy được là quý 4 đó thường biết tới với cái tên là October, Moonvember và Palm December giống như là năm ngoái các bạn là 3 tháng rất là xanh. Những năm mà chúng ta có Bitcoin Haven giống như năm nay thì quý 4 rất là xanh các bạn. Giống như chúng ta nói tới là năm 2020, chúng ta nói tới là năm 2016. Đó là những năm mà quý 4 rất là xanh và năm ngoái cũng như vậy. Và hy vọng năm nay cũng như vậy các bạn không làm cho chúng ta thất vọng. Nhưng mà các bạn thấy được là thị trường crypto này đã luôn cho chúng ta rất nhiều cái sự bất ngờ như là tháng 9 mới đây và cách thông qua đi rủi ro đó chính là trung bình giá đầu tư dài hạn để mà chờ cơ hội chúng ta bây giờ hãy nói tới một số cái thông tin ảnh hưởng đến cái sự lên xuống giá ngày hôm nay thì tôi nghĩ là cái thông tin lớn nhất đó chính là liên quan đến chỉ số Nikkei ở Nhật Bản. Ngày hôm nay đó chúng ta nhìn thấy đã lạc quay một chút có sự hồi phục là một phần trăm nhưng mà các bạn nhìn thấy ngày hôm qua đó nghe cái khúc này các bạn chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã giảm 5% ngày hôm qua. Các bạn nó nghĩ đi một chỉ số lớn chứng khoán mà giảm 5% là không hề nhỏ đâu. Những chỉ số này đó các bạn nhìn thấy được là hàng năm di chuyển đó không phải là nhiều giống như là từ 10 tới 12% mà thôi mà trong vòng một ngày mà giảm 5% là con số không hề nhỏ thì tại sao chúng ta lại thấy được là chứng khoán nhật bản lại giảm năm phần trăm ngày hôm qua thì có một thông tin các bạn đó chính là liên quan đến một người có tên là shigeru ishiba Ông được bầu làm thủ tướng sắp tới ở Nhật Bản và có thể dẫn đến ngân hàng chung Nhật Bản lại sẽ tăng lãi suất tại vì thị trường đã đặt cược sai là Bộ trưởng An ninh Kinh tế Shane Takagi, người ủng hộ việc ngân hàng chung Nhật Bản tiếp tục duy trì lãi suất thấp sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nhưng mà cuối cùng là không phải các bạn, Shigeru Shiba sẽ là thủ tướng sắp tới và cái suy nghĩ của ông đó là ông ủng hộ ngân hàng chung Nhật Bản tăng lãi suất. Điều này khiến cho thị trường chứng khoán Nhật Bản là một màu đỏ ngày hôm qua như các bạn nhìn thấy và nó cũng có một cái sự ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu tại vì các bạn cũng đã biết là chúng ta vẫn nghe những cái sự lo lắng về Carry Trade. Đối thuận đó thì những cái Carry Trade đó có thể nó đã qua rồi các bạn. À, cái sự thật chúng ta cũng không biết được là bây giờ còn bao nhiêu những cái giao dịch liên quan tới Carry Trade nghĩa là những cái giao dịch mà nó liên quan đến việc là những cái tổ chức đầu tư họ vay mượn ở nhật bản với lãi suất thấp rồi họ dùng tiền đó để mà đi đầu tư nước ngoài như là ở hoa kỳ và khi mà nhật bản tăng lãi suất đó thì họ phải bán những tài sản đó để mà trả lời khoản vay của họ dẫn đến những tài sản giảm giá thường không biết là còn bao nhiêu jean carry tại vì dựa theo jp morgan ấy, thì có khả năng là phần lớn những cái jean carry đã qua rồi nhưng mà dù sao đi nữa đó cái sự lo lắng là vẫn còn những cái jean carry đó dẫn đến thị trường là một màu đỏ các bạn tại vì họ sợ là những nhà đầu tư đó lại sẽ bán tài sản trong đó có luôn cả bitcoin và crypto để mà trả tiền cho cái nơi mà họ đi vay mượn ở nhật bản khi mà lãi suất chuẩn bị tăng lên đó là cái suy nghĩ của một số nhà đầu tư chứ còn sự thật đó, là còn bao nhiêu thì chúng ta không biết được nhưng mà cái điều quan trọng đó không phải là sự thật các bạn mà là phần lớn mọi người nghĩ như thế nào đó là yếu tố đầu tiên thường nghĩ dẫn đến thị trường có sự dao động ngày hôm nay thứ nhì nữa đó chính là cái lời phát biểu đến từ chính chủ tịch John Powell của Fed và ông cho biết rằng đó là cái việc cắt giảm lãi suất 0,5% gần đây không nên được xem là dấu hiệu là đợt giảm kế tiếp cũng sẽ nhiều như vậy thay vào đó chính sách lãi suất sẽ dần chuyển về trạng thái trung lập hơn theo thời gian tuy nhiên chúng tôi không đi theo bất kỳ lộ trình nào được định trước, đương nhiên ông vẫn phải thêm vào câu đó để ông có đường lui các bạn lợi như tình hình chợ xấu hơn hay là vì một lý do nào đó mà Fed không thể tiếp tục giảm lãi suất thì ông phải có câu nói đó để mà có thể có đường rút lui nhưng mà các bạn thấy được là cái mà ông nói đó chính là trong tương lai có khả năng là Fed sẽ không giảm 0,5% mà có thể là chỉ giảm 0,25% mà thôi. Sau khi mà Fed phát biểu đó chúng ta nhìn thấy đã có một cái sự thay đổi lớn. Phần lớn bây giờ đã chỉ số CME đăng nghiêng về là Fed chỉ giảm có 0.25% vào cuộc họp vào tháng 11 này và đây là cái yếu tố thứ nhì tôi nghĩ là dẫn đến tại sao chúng ta nhìn thấy có một màu đỏ ở trên thị trường crypto nhưng mà nói thật đó thì các bạn thấy được là Fed đã mở đầu với giảm 0,5% đã là một cái đợt giảm lãi suất gây ra nhiều sự bất ngờ rồi. Tại vì mọi người nghĩ là Fed chỉ giảm có 0,25% mà thôi. Phần lớn những ngân hàng hồi đều nghĩ như vậy. Cho nên khi mà Fed giảm 0,5% năm dẫn đến thị trường rất là xanh trong vòng 2 tuần qua các bạn đẩy giá Bitcoin lên tới cái mức là 66.000 đô. Và bây giờ đó đương nhiên các bạn nhìn thấy được là có rất nhiều cái sự kỳ vọng là Fed tiếp tục giảm mạnh nữa thì chủ tịch John Powell ngày hôm nay chỉ nói là có khả năng đó là sẽ trở về giảm cái mức là 0,25 phần trăm nó đi vào một cái tiến độ ôn hòa hơn chứ không phải là giảm mạnh như vậy nữa à, có thể là ông nghĩ là giảm 0,5 phần trăm đã đủ để mà bù đắp cho việc không giảm lãi suất vào tháng 7. Nhưng mà nói chung chúng ta thì chúng ta đã bước qua thời kỳ Fed thả lỏng các giảm lãi suất rồi. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi để chúng ta thấy được là lãi suất thấp từ từ thấm vào nền kinh tế và Fed tiếp tục giảm trong như là kế tiếp cho nên thông tin này cũng không phải là cái gì gọi là cực kỳ xấu rồi các bạn chỉ là thị trường có cái kỳ vọng quá cao dẫn đến chúng ta có một cái sự điều chỉnh hiện bây giờ mà thôi và tuần này đó chúng ta vẫn còn rất là nhiều những cái lời phát biểu đến từ nhiều chủ tịch Fed khác nhau và chúng ta cũng có một số những cái thông tin kinh tế nhưng mà cái mà quan trọng nhất đó Chính là ngày thứ tư chúng ta sẽ có báo cáo việc làm đến từ công ty biên chế ADP. Công ty tư nhân này cũng sẽ cho chúng ta biết được là tình hình việc làm ở Hoa Kỳ như thế nào. Và ngày thứ sáu chính là cái tỷ lệ thất nghiệp chính thức của Hoa Kỳ. Ước tính là 4,2% mà tháng trước là 4,2%. Và chúng ta muốn thấy đó, những cái chỉ số kinh tế nó như là mong đợi hay là tốt hơn các bạn thời kỳ mà tin tốt thành tin xấu tin xấu thành tốt đã qua rồi chúng ta bây giờ muốn tin tốt chứ không phải chúng ta muốn tin xấu tại vì fed đã bắt đầu cắt giảm lãi suất rồi cái sự lo lắng đó là có quá muộn hay không dẫn đến suy thoái tài chính thời gian mới có câu trả lời nhưng mà mọi người rất quan tâm đến từng chỉ số kinh tế hiện bây giờ những gì mà chuyển xấu đó có thể dẫn đến thị trường phẫn tiêu cực các bạn cho nên chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nhiều chỉ số kinh tế và đương nhiên chúng ta ngày càng tiến gần đến bầu cử tổng thống tháng 11 này của Hoa Kỳ. Nói chung đó, quý 4 là một quý mà đối thuận sẽ rất là sôi so động các bạn, sẽ có rất nhiều những cái sự kiện. Nhưng mà trái ngược với thị trường Nhật Bản, cổ phiếu Trung Quốc ngày hôm qua đó thì rất là tốt các bạn. Cổ phiếu Trung Quốc đã tăng 6% ngày hôm qua và 18% trong 5 ngày qua. Chỉ số Beijing 50 ghi nhận mức tăng kỷ lục là 15% trong phiên. Kỷ lục 1.000 tỷ nhân dân tệ được giao dịch trong vòng 30 phút. Và các công ty môi giới chứng khoán đã mở cửa 24 giờ 7 ngày liên tục để phục vụ nhà đầu tư cá nhân. Bộ thương mại cho biết là sẽ cải thiện hiệu quả chính sách và các công ty môi giới chứng khoán Trung Quốc bị sập hệ thống do lưu lượng truy cập quá cao. Các bạn nhìn thấy được là Trung Quốc đang rất là bơ dẫn đến là thị trường rất là sôi so động ở Trung Quốc hiện bây giờ. Họ bơm tiền, họ hạ lãi suất liên tục và ngân hàng Trung ương Trung Quốc nói là họ sẽ yêu cầu các ngân hàng hạ lãi suất đối với khoản vay mua nhà hiện có trước ngày 31 tháng 10. Ước tính là sẽ giảm 0.5%. Lấy là điều mà thuận nghe lần đầu tiên các bạn Chúng ta không phải nói tới là giảm lãi suất mua nhà Để những người mà họ mua nhà mới đó Thì họ có thể vay mượn với cái lãi suất thấp hơn Hay là giảm lãi suất để mà mua nhà Để cho những người mà đang có cái nợ cũ Họ có thể refi nghĩa là họ có thể mượn lại với lãi suất thấp Họ đang nói tới việc là những cái nợ cũ hiện bây giờ đó, Ngân hàng sẽ giảm 0.5% xuống Có nghĩa là sẽ khiến cho những cái người mà họ đang vay mượn nợ đó hàng tháng sẽ trả thấp hơn các bạn dẫn đến là họ có nhiều tiền hơn trong túi của họ dẫn đến kích thích chi tiêu cho nền kinh tế đó là điều chúng ta nào nói tới đây nói chung là Trung Quốc đang all in về việc là kích thích và bơm tiền vào nền kinh tế dẫn đến các bạn đã nghe thông dự trữ sao mới đây chứng khoán của Trung Quốc rất là tốt các bạn đây là chỉ số CSI China 300 Index các bạn nhìn thấy được là tăng liên tục trong mấy ngày qua dựng đứng lên luôn và một trong những cái sự lo ngại của trung quốc đó, đó chính là giảm phát các bạn và thùng sẽ chia sẻ ở phần cuối video này giảm phát là gì mà tại sao trung quốc lại quan tâm nhiều đến giảm phát hiện bây giờ nhưng mà chúng ta tiếp tục nói về trung quốc đi thì ngày hôm nay đã chúng ta có một thông tin là cựu thứ trưởng tài chính ở trung quốc kêu gọi nghiên cứu sâu hơn về crypto và các thay đổi chính sách quốc tế dù trung quốc vẫn cấm giao dịch và đào crypto và ông cũng lưu ý là bây giờ chúng ta có những cái quỹ etf những cái công cụ tài chính truyền thống liên quan đến crypto ở những quốc gia như là Hoa Kỳ thì đây là một bước tiến rất là đáng kể và năm nào đó thường cũng nghe nói là Trung Quốc sắp sửa mở cửa để mà chấp nhận crypto trở lại các bạn và năm nào chúng ta cũng nghe như vậy nhưng mà cuối cùng là tin đồn vẫn là tin đồn chừng nào mà có thêm chi tiết đó, thuận mới có lòng tin hơn chứ còn những bài nào mà mới đến kênh hay là mới đến thị trường crypto này đó thì chuyện Trung Quốc mở cửa trở lại tại vì chúng ta đã nghe rất nhiều năm rồi từ khi mà họ cấm giao dịch crypto từ năm 2017 tháng 9 của năm đó đó, đó. chính là lúc mà họ ra quyết định các bạn và sau thời điểm đó, năm nào chúng ta cũng nghe những tin đồn tương tự như vậy, mà năm nào chúng ta cũng nghe là Trung Quốc đã tiếp tục tìm mọi cách để ngăn chặn người dân Trung Quốc trade crypto, tại vì các bạn thấy được là có rất nhiều những cái thông tin là người dân Trung Quốc đã vẫn sử dụng VPN để mà giao dịch trên sàn quốc tế rất là nhiều, hầu như là không thể ngăn chặn được. Các bạn thấy được là đối với lại blockchain crypto, Bitcoin đó thì các bạn không thể cấm Bitcoin được các bạn chỉ có thể tự cấm mình sử dụng bitcoin mà thôi và rất rõ ràng là người dân trung quốc rất là yêu thích crypto các bạn khi mà thuận mới bắt đầu đầu tư crypto đó lúc đó trung quốc là thị trường lớn nhất trên thế giới bây giờ đó thì không còn nữa các bạn tại vì có rất nhiều những cái lệnh cấm thì một ngày nào đó Trung Quốc có gỡ bỏ lệnh cấm này hay là không thì cũng có một cái sự lạc quan đó chính là gần đây chúng ta thấy đã có sự cởi mở đối với Hồng Kông Hồng Kông cũng đã cho phép giao dịch crypto chúng ta cũng có những cái quỹ ETF ở Hồng Kông rất là hạn chế nhưng mà cũng đã có một sự thay động rồi các bạn và thuận nghĩ là Hồng Kông sẽ không đi cái nước này nếu như không được sự chấp thuận của Trung Quốc cho nên đó cũng là một cái suy nghĩ tích cực và nhiều người sẽ nói là Trung Quốc đã cũng cắm rất nhiều thứ như là Google rồi chúng ta nói tới Facebook, chúng ta nói tới Amazon rất nhiều thứ thì Trung Quốc cấm bao nhiêu năm nay đó họ đâu có gỡ vào lệnh cấm đó đâu thì có một cái sự khác biệt các bạn thứ nhất đó là những cái công ty đó là những công ty ở hoa kỳ và sau đó trung quốc gây dựng những cái ứng dụng tương tự ở trung quốc dành cho người trung quốc mà thôi nhưng mà đối với lại bitcoin đó thì họ đâu thế nào mà tạo ra một bitcoin khác các bạn và bitcoin cũng không phải là thuộc sở hữu của bất kỳ một quốc gia nào cho nên có sự khác biệt rất là lớn giữa hai cái chúng ta vừa nói đến. Thuận ra thì có hy vọng là một ngày nào đó Trung Quốc sẽ mở cửa và nếu như Trung Quốc mở cửa trở lại để cho giao dịch crypto thì các bạn sẽ thấy được là dòng tiền đó nó sẽ lớn như thế nào. Chúng ta có thể nhìn thấy được là cái dòng tiền từ Trung Quốc đó có thể kinh khủng cơ nào khi mà nhìn vào những chỉ số chứng khoán tăng mạnh ra sao chúng ta cũng có rất nhiều những cái thông tin rất là tích cực ngày hôm nay ngoại trừ những cái thông tin tôi vừa chia sẻ với các bạn liên quan đến nhật bản hay là liên quan đến đợt phê của fed ấy, thì hai đó cũng không có phải là xem là hai cái thông tin gì là quá tiêu cực đâu các bạn à, chỉ là mọi người đang có cái sự lo lắng quá mà thôi cho nên họ nhạy cảm chứ còn về mặt thông tin ấy, không phải là quá tiêu cực nhưng mà chúng ta ngược lại lại có rất nhiều thông tin tích cực ngày hôm nay liên quan đến crypto chúng ta có thượng nghị sĩ bang ohio đó chính là diraj anthony ông đã giới thiệu dự luật cho phép tiểu bang Ohio chấp nhận cho người dân nộp thuế bằng crypto. Thì chúng ta cũng đã biết là có một vài tiểu bang cho phép đóng thuế bằng crypto rồi chứ không phải là chưa đâu các bạn. Có một số tiểu bang thôi nhớ gần đây đã chia sẻ một tiểu bang gì đó sau Carolina hay gì đó, họ cũng đã cho phép rồi như là người dân có thể nộp thuế bằng crypto trực tiếp cho chính phủ chứ không cần phải quy ra đồng đô la tuy nhiên điều này đã vẫn chưa dẫn đến nhiều người dân thực sự nộp thuế trong crypto đâu. bản thân thuần nên thì chắc cũng không có bao giờ mà dùng crypto để nộp thuế đâu các bạn. nhưng mà đây lại là một hành động quan trọng tại vì nó mang cái tính tượng trưng cho sự chấp nhận crypto như là một loại tiền tệ hợp pháp. ngay cả chính phủ cũng chấp nhận thuế bằng crypto. nó cho chúng ta thấy crypto đã có một cái sự hợp pháp cao hơn. Đó là ý nghĩa của những cái hành động này. Và chúng ta cũng thấy Nhật Bản nó cũng đang xem xét lại quy định về crypto. Điều này có thể giúp giảm thuế từ 55% xuống còn 20% và gỡ lệnh cấm đối với quỹ ETF crypto. Theo báo cáo từ Bloomberg thì cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản sẽ đánh giá liệu việc quản lý tiền điện tử theo đạo luật thanh toán hiện tại có đủ để mà bảo vệ nhà đầu tư hay không và có thể phân loại lại crypto như công cụ tài chính như thế nào. Nói chung đó thì các bạn thấy được là thuế ở Nhật Bản rất là cao theo đồng hiểu khi mà các bạn đầu tư vào crypto nhưng mà nào mà ở Nhật Bản có thể comment bên dưới để mọi người hiểu hơn. Thì nếu như mà họ có thể giảm thuế xuống nhất là như là bài viết này nói đó từ 55% xuống còn 20% thì đó là điều rất là tốt cho những người đầu tư crypto ở Nhật Bản. Và chúng ta cũng có thông tin đến từ Đài Loan các bạn, Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan họ đã thông báo là các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã có thể đầu tư vào các quỹ ETF crypto nước ngoài như là ở nước này đó họ không có quỹ ETF nhưng mà có thể cho phép những tổ chức đầu tư những nhà đầu tư mà có tiền nó có thể đầu tư vào những công ty nước ngoài thông qua sản phẩm ETF và chúng ta cũng có một cái thông tin ở quốc gia Bolivia thì Bolivia đó một thời gian qua họ đã cấm không cho người dân liên kết cái account sàn với lại ngân hàng của họ để mà mua bán crypto bây giờ đó họ đã hủy bỏ lệnh cấm đó rồi khiến cho ở Bolivia đã, đã có một cái sự tăng trưởng mạnh về giao dịch crypto. Tuy không phải là volume lớn các bạn nhưng mà đang tăng dần lên tại vì các bạn thấy được là 3 tháng trước đó đó trước khi mà họ hủy bỏ lệnh cấm đó chính là chúng ta tính là từ tháng 1 tới tháng 6 thì tổng cộng đó, cái volume chỉ có là 7,6 triệu trung bình nhưng mà từ Tháng 7 cho đến tháng 9 thì cái volume đã tăng lên tới 15.6 triệu trung bình. Có nghĩa là đã tăng lên gấp đôi rồi, không phải là nhiều như thường nói nhưng mà cũng đã tăng lên. Nhiều khi đọc những thông tin này đó, các bạn thấy được là crypto là cái gì đó nó rất là thú vị. Tại vì nó được giao dịch khắp nơi, chúng ta nói tới những quốc gia xa xôi như là ở châu Phi, chúng ta nói tới những quốc gia như là ở châu Á, châu Âu, ở Bolivia, rất nhiều quốc gia. Đâu đâu cũng có chạy crypto hết các bạn. Có thể nói là thị trường nào mà được giao dịch toàn cầu, ai ai cũng có thể tham gia vào tôi nghĩ là ngoại trừ thị trường vàng ra đó chính là thị trường crypto là một thị trường mà ở khắp ngõ ngách trên thế giới đều có thể tham gia vào và họ đang tham gia vào hiện bây giờ và nói tới ETF đó thì chúng ta nhìn xem tình thần hôm nay như thế nào ngày hôm nay đó thì hiện bây giờ chúng ta đang chứng kiến dòng tiền âm là 10 triệu chín chúng ta đã thấy là tuần rồi là một tuần mà rất là tốt kết thúc tuần vừa rồi đó chúng ta có ngày thứ năm dòng tiền dương là 365 triệu ngày thứ sáu dòng tiền dương là 494 triệu chúng ta đã thấy BlackRock đã trở lại với lại dòng tiền rất là mạnh hôm nay đó chúng ta vẫn chưa có thống kê từ BlackRock chúng ta có dòng tiền ra từ Bitwise và nhiều các bạn, hôm nay nó không có dòng tiền bán từ Rayscale nhưng mà có hai cái công ty này có dòng tiền âm. Thì bây giờ đó thì nói chung chúng ta thấy là cái dòng tiền âm không đáng kể là 10 triệu 9. Nếu như mà ngày hôm nay chúng ta có dòng tiền dương từ Blackrock thì hôm nay lại sẽ là một ngày có dòng tiền dương cho Bitcoin Spot ETF nói chung Về Ethereum đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được là hiện bây giờ thì không có động tĩnh Chúng ta có lực bán đến từ Rayscale 11 ,8 triệu 8 Chúng ta vẫn đang cho thống kê từ BlackRock và một số công ty khác Nhưng mà hiện bây giờ đây chúng ta có dòng tiền âm là 11.8 triệu Và phần trăm Bitcoin có lợi hiện bây giờ là bao nhiêu Dựa theo Classnode các bạn Thì ở cái mức giá hiện tại đó Chúng ta nhìn thấy được là phần trăm Bitcoin có lợi đã giảm xuống tới mức là 82.7% Sau khi mà giá Bitcoin điều chỉnh xuống là 63.245 đô. Ở đầu video đó, Thuần có chia sẻ với các bạn là ngày hôm nay đó là không phải là một ngày mà chúng ta có nhiều tin tức. Cho nên Thuần muốn nhân cơ hội này để mà chia sẻ một bài viết với các bạn. Bài viết này đã được đăng ở trên Thuần Capital một thời gian rồi. Nhưng mà Thuần nghĩ là với những gì chúng ta nghe được gần đây liên quan đến Nhật Bản, liên quan đến Trung Quốc, thì bài viết này đó có giá trị hơn bao giờ hết. Một số quốc gia lớn như là chúng ta nói tới Hoa Kỳ, chúng ta nói tới Canada, chúng ta nói tới ở khối châu Âu, thì đã phải tăng lãi suất trong thời gian qua để mà đẩy lùi lạm phát. Rồi bây giờ họ muốn giảm lãi suất để mà kích thích nền kinh tế. Nhưng mà ngược lại đó, Trung Quốc thì sau khi mà có đại dịch thì nền kinh tế đã không được ổn và họ đang lo lắng về tình trạng giảm phát. Cho nên bây giờ họ giảm lãi suất, họ bơm tiền vào nền kinh tế để mà kích thích. Cho nên tôi mới thấy là gần đây có rất nhiều gói kích thích đến từ ngân hàng, dân dân của Trung Quốc. Thì những gì đang xảy ra, lạm phát là gì, giảm phát là gì, đó chính là điều mà tôi muốn chia sẻ trong cái phần này của video giảm phát là gì tại sao giảm phát lại còn có hại hơn lạm phát nếu là một nhà đầu tư crypto chúng ta đã nghe quá nhiều về thuật ngữ lạm phát là khi giá cả của mọi thứ tăng lên khiến giảm chất lượng cuộc sống của chúng ta vì đồng lương không theo kịp với giá cả của hàng hóa nhưng còn giảm phát thì sao khi đó giá hàng hóa sẽ ngày càng rẻ hơn và cùng với một đồng lương đó chúng ta mua được nhiều hàng hóa hơn nhưng thật sự giảm phát có tốt hay là không hay nó mở ra một dấu hiệu đáng lo ngại cho nền kinh tế nói chung và từng cá nhân nói riêng thì trước hết chúng ta phải nên biết là giảm phát là gì cũng giống như lạm phát giảm phát là câu chuyện về cung và cầu nhưng thay vì giá hàng hóa dịch vụ tăng lên theo thời gian thì chúng lại giảm xuống nói chung điều này có nghĩa là sức mua của đồng tiền tăng lên mọi người có thể mua nhiều hơn với cùng một số tiền mà họ đang có nghe có vẻ rất tốt các bạn nhưng mà giảm phát đó, thì mới đầu thường mang lại cái sự nhẹ nhõm cho người tiêu dùng trong ngắn hạn nhưng thời gian giảm phát kéo dài có thể là trở ngại lớn cho sự tăng trưởng nền kinh tế và ảnh hưởng đến người lao động trước hết chúng ta phải hiểu hai cái khái niệm này nó khác nhau hoàn toàn thứ nhất chính là giảm phát thứ hai là giảm lạm phát chúng ta đừng nhầm lẫn giữa giảm phát nghĩa là deflation và giảm lạm phát nghĩa là disinflation cái mà chúng ta nghe Fed nói hay là những nhà trung ương nói đó họ nói tới việc là đẩy lùi lạm phát là họ nói tới là giảm lạm phát có nghĩa là cái phần trăm lạm phát đang ở mức cao họ muốn có lạm phát nhưng mà phần trăm thấp hơn có nghĩa là giảm lạm phát chứ không phải là giảm phát mặc dù cái hai thuật ngữ này nghe có vẻ như giống nhau nhưng mình thực tế nó rất khác nhau luôn như Thượng dư chia sẻ giảm lạm phát disinflation đây là khi giá cả vẫn đang tăng nhưng tăng chậm hơn so với trước đây. Ví dụ nếu tỷ lệ lạm phát hàng năm giảm từ 4% xuống còn 2%, điều này có nghĩa là một sản phẩm trước đây có giá là 10 đô la, bây giờ đã sẽ tăng lên 10 đồng 20 cent thay vì tăng lên 10 đồng 40 cent như dự kiến ban đầu. Còn giảm phát deflation, đây là khi giá cả thực sự giảm xuống, không phải là tốc độ tăng giá giảm. Ví dụ với tỷ lệ giảm phát là 2%, một sản phẩm trước đó có giá 10 đô la, bây giờ đó sẽ còn có giá là 9 đồng 80 cent điều này giúp làm rõ sự khác biệt giữa việc giá tăng chậm lại và việc giá thực sự giảm. Lạm phát có nghĩa là bạn đang tiến về phía trước. Giảm lạm phát có nghĩa là tốc độ tiến về phía trước của bạn chậm lại. Và giảm phát có nghĩa là bạn đang lùi lại phía sau. Giảm phát được đo như thế nào? Vì không phải mọi sản phẩm đều có xu hướng giá giống nhau. Nên giảm phát hay lạm phát đã thường được đo bằng cách theo dõi mức trung bình của một giỏ hàng hóa mà người tiêu dùng hay sử dụng. Được chuyển thành những cái chỉ số như là chỉ số CPI hay là PCE chỉ số giá hàng tiêu dùng chỉ số giá tiêu dùng cpi là một cái thước đo mức độ thay đổi giá của một giỏ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng được chọn lọc theo thời gian cpi được sử dụng để theo dõi lạm phát và là một chỉ số quan trọng để đánh giá sức mua của người tiêu dùng đây là cái chỉ số chúng ta rất quan tâm hàng tháng thật ra hoa kỳ đó chúng ta có hai chỉ số như các bạn đã biết là đầu tháng sẽ có cpi và cuối tháng là pce cả hai đều theo dõi giá của hàng tiêu dùng khi mà CPI tăng, điều đó cho thấy giá cả hàng hóa và dịch vụ đang tăng, nghĩa là lạm phát đang xảy ra. Ngược lại, khi mà CPI giảm, giá cả giảm có thể dẫn đến giảm phát. CPI cơ bản hay còn gọi là core CPI là một phiên bản của chỉ số CPI nhưng loại bỏ các mặt hàng có giá cả biến động mạnh như là thực phẩm và năng lượng. Những mặt hàng này thường có giá thay đổi nhanh chóng và có thể gây ra biến động lớn trong chỉ số CPI tổng thể bằng cách loại bỏ chúng, Core CPI cung cấp một cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng lạm phát dài hạn mà không bị ảnh hưởng bởi yếu tố tạm thời. Ví dụ, giá năng lượng có thể tăng mạnh trong mùa đông do nhu cầu sự ấm tăng cao hoặc là giá thực phẩm có thể biến động do điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Những biến động này đã có thể gây ra dao động lớn trong chỉ số CPI nhưng mà không ảnh hưởng chính xác mức lạm phát cơ bản trên nền kinh tế. Chỉ số giá tiêu dùng hay CPI đã theo dõi giá của khoảng 80.000 mặt hàng cộng với thuế bán hàng hoặc là thuế tiêu thụ đặc biệt mỗi tháng. Ngoài ra còn có các chỉ số phụ đo lường giá cả nhiều dùng và thành phố khác nhau trên khắp đất nước. Có 8 nhóm chính được đại diện trong CPI. Thứ nhất là thực phẩm và đồ uống. Thứ hai là chi phí thuê nhà. Thứ ba là trang phục. Thứ tư là chăm sóc y tế. Thứ năm là vận chuyển, bao gồm chi phí nhiên liệu. Thứ sáu là giải trí. Thứ bảy giáo dục và truyền thông. Và cuối cùng hàng hóa và dịch vụ khác. Các khoản không được tính vào CPI là thuế thu nhập, thuế an ninh xã hội, cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản và bảo hiểm nhân thọ vì chúng không liên quan đến tiêu dùng hàng ngày. Như vậy đây thì nguyên nhân gây ra giảm phát là gì? Thì có rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến giảm phát, nhưng mà chúng ta hãy nói tới một số nguyên nhân chính. Thứ nhất đó chính là cung tiền giảm. Giả sử như là khi cục dự trữ liên bang triển khai chính sách tiền tệ thắt chặt, điều đó có nghĩa là họ sẽ giảm chi tiêu và tăng lãi suất. Điều này khiến cho người dân khó vay tiền để mua hàng hóa dịch vụ hơn giảm lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế giá trị của tiền tệ tăng lên điều này có thể xảy ra do chính sách thắt chặt tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát Nguyên nhân thứ nhì là sản xuất vượt cầu. Khi nền kinh tế sản xuất nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn so với nhu cầu tiêu dùng, giá cả sẽ giảm xuống. Điều này đã thường xảy ra trong giai đoạn phát triển kinh tế nhanh chóng hoặc khi công nghệ sản xuất tiên tiến làm tăng năng suất một cách đột ngột. Ví dụ như là sự bùng nổ của công nghệ trong ngành điện tử vào cuối thế kỷ 20 đã dẫn đến tình trạng giảm giá hàng lò các sản phẩm điện tử tiêu dùng. Và một yếu tố nữa đó chính là sụt giảm nhu cầu tiêu dùng và đầu tư khi người tiêu dùng và doanh nghiệp giảm chi tiêu nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ giảm kéo theo giá cả giảm Điều này có thể do nhiều yếu tố như là thất nghiệp tăng cao, mức niềm tin vào tương lai, kinh tế hoặc chính sách thuế và tiền tệ không thuận lợi. Thì tác động của giảm phát đối với nền kinh tế là như thế nào? Trước hết chúng ta hay nói tới tác động đến doanh nghiệp. Khi mà doanh nghiệp bán hàng hóa với giá thấp hơn, họ kiếm được ít lợi nhuận hơn để bù đắp họ có thể cắt giảm lương hoặc là sa thải nhân viên và chi ít hơn cho việc đổi mới và đầu tư vào công ty. Khi mà lợi nhuận giảm, đó, doanh nghiệp thường cắt giảm đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ và mở rộng sản xuất. Điều này dẫn đến giảm khả năng cạnh tranh và phát triển dài hạn. Cái đó là tác động đến người tiêu dùng. Nếu như người tiêu dùng có ít thu nhập hơn để chi tiêu, họ sẽ mua ít hàng hóa và dịch vụ tùy ý hơn. Tổng chi tiêu ít hơn sẽ làm suy yếu nền kinh tế, đẩy thêm vòng xoáy giảm phát. Khi mà giá cả liên tục giảm, người tiêu dùng thường có tâm lý chờ đợi giá sẽ giảm thêm trước khi mua mặt hàng nào đó. Điều này làm giảm tổng cầu, khiến cho giảm phát ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn kế đó chúng ta nói tới tác động đến thị trường lao động khi mà lợi nhuận của các doanh nghiệp giảm và đầu tư bị cắt giảm các công ty đó sẽ phải cắt giảm nhân sự để mà giảm chi phí điều này dẫn đến tăng tỷ lệ thất nghiệp điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người lao động mà còn giảm tổng cầu góp phần vào tình trạng giảm phát kéo dài tác động đến nợ công và tư trong môi trường giảm phát giá trị thực của các khoản nợ tăng lên vì số tiền phải trả lại có giá trị cao hơn so với lúc vay điều này làm tăng gánh nặng nợ cho cả chính phủ và các doanh nghiệp đặc biệt là những người đã vay nợ nhiều trong thời kỳ lạm phát nếu như khoản thanh toán hàng tháng cho khoản vay thế chấp hoặc là khoản vay mua ô tô của bạn vẫn giữ nguyên nhưng mà thu nhập của bạn bị giảm thì bạn đang chi tiêu nhiều lương hơn cho cái khoản nợ đó đồng thời giá tài sản của bạn đang trả góp như là cái ngôi nhà hoặc là ô tô lại đang càng giảm thêm giá trị trong giai đoạn giảm phát khi mà gánh nặng nợ tăng nguy cơ vỡ nợ của các doanh nghiệp và các cá nhân cũng tăng lên các doanh nghiệp đã không thể trả nợ sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản còn các cá nhân sẽ phải đối mặt với lại nguy cơ mất tài sản. Điều này sẽ tạo ra một dòng xoáy tiêu cực làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái kinh tế. Thì tại sao giảm phát lại còn có hại hơn cả lạm phát? Khi mà giá cả tăng và sức mạnh của đồng đô la giảm nên kinh tế đang trải qua lạm phát Nguyên nhân chính gây ra lạm phát đó là do chính phủ liên tục in tiền, làm tăng nguồn cung tiền tệ mà không làm thay đổi tổng cầu. Mặc dù lạm phát của những đồng đô la của bạn không còn giá trị cao như trước, nhưng nó cũng làm giảm giá trị của các khoản nợ. Điều này giúp cho người vay tiếp tục vay và người mắc nợ tiếp tục thanh toán hóa đơn của họ. Lạm phát ở mức vừa phải, thường là từ 1 tới 3% mỗi năm là điều bình thường trong chu kỳ kinh tế và thường được coi là dấu hiệu của sự tăng trưởng kinh tế lành mạnh. Người tiêu dùng có thể tự bảo vệ mình khỏi lạm phát ở một mức độ nhất định. Ví dụ, đầu tư tiền của bạn vào các tài sản để giúp thu nhập tăng nhanh hơn lạm phát, giúp duy trì và tăng sức mua của mình. Ngược lại, giảm phát đó thường có hại hơn lạm phát và thường đi kèm với sự thu hẹp và suy thoái kinh tế. Vòng xoáy giảm phát có thể biến thời kỳ khó khăn kinh tế thành suy thoái nặng nề. Trong thời kỳ giảm phát, giá cả giảm, và giá trị tiền tăng, nhưng điều này lại làm tăng giá trị thật của các khoản nợ. Do đó, nợ trở nên đắt đỏ hơn, khiến cho người dân và doanh nghiệp tránh vay mượn và gặp khó khăn trong việc trả nợ. Bảo vệ bản thân khỏi giảm phát khá phức tạp hơn so với lại bảo vệ bạn khỏi lạm phát. Trong thời kỳ giảm phát, nắm giữ tiền mặt là an toàn nhất nhưng không mang lại nhiều lợi nhuận. Các loại hình đầu tư khác như là cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản sẽ rủi ro hơn vì doanh nghiệp có thể phải đối mặt với những thời điểm khó khăn hoặc là thậm chí phá sản. Tóm lại, trong khi lạm phát vừa phải có thể được quản lý và thậm chí mang lại một số lợi ích, giảm phát thường gây ra nhiều thiệt hại hơn cho nền kinh tế và khó khăn hơn để bảo vệ bản thân khỏi tác động của nó. Chính vì vậy, việc kiểm soát mức độ lạm phát ở mức vừa phải là mục tiêu quan trọng của các chính phủ trên toàn thế giới, giảm phát đã đóng một vai trò như thế nào trong lịch sử của thế giới. Chúng ta hãy nhìn một số những cái ví dụ. Nhìn chung, đó, các quốc gia trên thế giới chủ yếu trải qua lạm phát chứ không phải giảm phát. Nhưng trong một số thời kỳ, giảm phát đã định hình nền kinh tế của Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới. Chúng ta hãy nói tới cuộc Đại suy thoái ở Hoa Kỳ. Thì cuộc Đại suy thoái trong thập niên 1930 là một ví dụ điển hình về tác động của giảm phát cho nền kinh tế, giá cả hàng hóa và dịch vụ giảm mạnh, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và nhiều doanh nghiệp phá sản, người tiêu dùng giảm chi tiêu vì kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm, dẫn đến một vòng luẩn quẩn giữa giảm phát và suy thoái kinh tế. Mùa hè năm 1929 đến đầu năm 1933, chỉ số giá bán sỉ giảm 33% và tỷ lệ thất nghiệp đạt đỉnh trên 20% và hàng triệu người bị mất việc làm giá nông sản giảm mạnh khiến nhiều nông dân phải bán đất và tài sản với giá thấp hơn so với giá trị thật. Chúng ta hãy nói Nhật Bản đi Nhật Bản vào đầu thập kỷ 1990. Sau khi mà bong bóng kinh tế Nhật Bản đã vỡ vào thập kỷ 1990, quốc gia này đã trải qua một giai đoạn giảm phát kéo dài. Giá cả, hàng hóa và dịch vụ giảm, người tiêu dùng hạn chế chi tiêu với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm và các doanh nghiệp cắt giảm đầu tư do lợi nhuận giảm. Hậu quả, nền kinh tế Nhật đã rơi vào một thập kỷ mất mát với tăng trưởng kinh tế chậm lại và tỷ thất nghiệp tăng cao. Giá bất động sản ở Nhật Bản đã giảm mạnh sau khi bong bóng kinh tế vỡ khiến cho nhiều gia đình mất giá trị tài sản và giảm chi tiêu tiêu dùng. Nhiều công ty cũng đã gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận và cắt giảm nhân sự dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Chúng ta hãy nói tới một ví dụ khác đó chính là khủng hoảng sau sự sụp đổ của Liên Xô. Sau khi mà Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, nhiều quốc gia mới hình thành gặp khó khăn kinh tế. Rất nghiêm trọng, nhiều người dân sẵn sàng làm việc với mức lương rất thấp khiến cho chi phí sản xuất giảm và dẫn đến giảm phát. Chúng ta hãy nói tới một ví dụ nữa đó chính là khủng hoảng kinh tế tại Hồng Kông vào năm 2002. Sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, Hồng Kông trải qua thời kỳ giảm phát kéo dài đến quý 4 năm 2004. Trong thời gian này, giá hàng hóa và dịch vụ liên tục giảm, đây là dấu hiệu điển hình của giảm phát. Tình trạng giảm phát càng trở nên trầm trọng do việc neo giá đồng đô la Hồng Kông vào đồng đô la Mỹ, xuất khẩu giá rẻ từ Trung Quốc đại lục và niềm tin của người tiêu dùng yếu kém. Đây là một số những cái ví dụ mà chúng ta đã từng chứng kiến. Thì cũng dễ hiểu tại sao mà Trung Quốc rất là lo lắng về giảm phát các bạn và các biện pháp để mà đối phó giảm phát là như thế nào. Chúng ta hay nói tới thứ nhất là chính sách tiền tệ. Trong đó chúng ta có tăng nguồn cung tiền tăng cung tiền là biện pháp mà ngân hàng trung ương sử dụng để mà bơm tiền vào nền kinh tế nhằm thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư. Họ muốn mọi người có tiền để thúc đẩy tiêu xài, khiến nền kinh tế nhộn nhịp hơn. Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều đợt nới lỏng định lượng, bơm hàng nghìn tỷ đô la vào hệ thống tài chính để khuyến khích kinh tế và chống lại giảm phát kế đó chúng ta hay nói tới giảm lãi suất giảm lãi suất cũng là biện pháp mà ngân hàng trung mương sử dụng để làm giảm chi phí vay mượn tiền khuyến khích tiêu dùng và đầu tư nhật bản đã áp dụng chính sách lãi suất cực thấp thậm chí là âm trong nhiều năm để chống lại giảm phát kéo dài lãi suất thấp làm tăng khả năng vay mượn và chi tiêu của người dân và doanh nghiệp từ đó thúc đẩy nền kinh tế và một cách nữa chính là chính sách tài khoá tăng chi tiêu công và giảm thuế tăng chiêu tiêu công là biện pháp chính phủ sử dụng để đầu tư vào các dự án công cộng như là cơ sở hạ tầng giáo dục y tế nhằm tạo ra việc làm và tăng cường tiêu dùng giảm thuế là biện pháp giảm gánh nặng thuế cho người dân và doanh nghiệp khuyến khích tiêu dùng và đầu tư cuối cùng thượng muốn chia sẻ với các bạn là phần lớn thời gian mà chúng ta sống và làm việc trên một thị trường lạm phát hơn là một thị trường giảm phát vì kiểm soát lạm phát ở cái mức độ nhất định là một cách tốt nhất để giúp cho thị trường phát triển lành mạnh và tạo ra sự ổn định cho nền kinh tế. Điều đó đồng nghĩa với việc lạm phát sẽ luôn tồn tại qua năm tháng vì đó là một phần của hệ thống đã được sử dụng bởi các chính phủ trên toàn thế giới. Cho nên lạm phát sẽ mãi mãi tồn tại các bạn và cách duy nhất để bảo vệ lực mua của các bạn đó chính là các bạn phải học cách để mà đầu tư đây là điều mà thùng đã từng chia sẻ rất nhiều lần rồi và thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái bài viết này và đây là tất cả những thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu như đã dành riêng cho cộng đồng của thùng capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link kia mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binx, XM, Binance, Linex và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.